Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 94. Chương 931, Tô Nghiêm Cẩn. Chọn món cũng không nhiều lắm. Một đĩa trăm hạt đậu phộng, một mâm hai lạng khô bò, thêm một bình rượu mạnh ba lạng tám tiền. Mỗi ngày đều như vậy, ngay cả thời gian ăn xong mỗi bữa cũng vừa khéo. Có lần tiểu nhị hỏi hắn ta tại sao mỗi lần đều chỉ chọn nhiêu đây, câu trả lời của Tô Nghiêm Cẩn là ta chỉ có thể uống được nhiều như vậy thôi. Ngày tháng cứ trôi qua bình lặng như thế, mà tranh đấu giữa Tiên Châu Tinh La và Tiên Châu Đại Nhật cũng càng lúc càng thường xuyên, thế cục cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đại điện chủ thành Tinh La, một nam tử mặc trường sam màu nâu, diện mạo lạnh lùng, đang đi qua đi lại. Trên bàn, trải đầy tình báo như một ngọn núi nhỏ. Châu chủ Hướng Thiên Nam chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, một tin tức tốt cũng chẳng có, toàn bộ đều là tin xấu. Cái này còn xem thế nào chứ? Hoàn toàn không thể xem nổi. Càng xem trong lòng càng tức giận, hận không thể trực tiếp xông đến Tiên Châu Đại Nhật để tiêu diệt Tiên Châu Đại Nhật. Nhưng mà, đánh không lại. So sánh thực lực giữa Tiên Châu Tỉnh La và Tiên Châu Đại Nhật, không phải chỉ thua kém một chút thôi đâu, nhất là chiến lực trung gian, kém nhau quá nhiều. Châu chủ, không ổn rồi. Lúc này, phó châu chủ Giang Trừng tiến vào, gương mặt mang theo vẻ cực kỳ hoảng loạn, tay cầm ngọc giản, đọc. Hướng Thiên Nam trầm giọng nói. Căn cứ tin báo tiền tuyến của chúng ta, Tiên Châu Đại Nhật đã phái một nhóm tu sĩ cảnh giới huyền tiên, muốn lẻn vào trong chủ thành Tinh La của chúng ta. Giang Trừng ngưng trọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Hướng Thiên Nam phẫn nộ. Hừ, thật sự coi Tiên Châu Tỉnh La của ta là trốn không người à. Tuyệt đối không thể để bọn họ vào trong chủ thành được. Truyền lệnh xuống dưới, bảo tất cả mọi người của quân canh phòng nâng cao tinh thần lên 12 phần. Trong mấy ngày này, đừng để bất kỳ ai vào thành. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhưng mà, Giang Trừng nhận mệnh lệnh, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lo lắng như cũ. Nhưng cái gì? Hướng Thiên Nam trầm giọng hỏi. Châu chủ, thủ vệ canh giữ cửa thành của chúng ta, phần lớn đều là cảnh giới địa tiên, chủ thành lớn như vậy. Lối vào cửa thành lớn nhỏ gì cũng không dưới mấy chục, nếu đám huyền tiên kia muốn ẩn nấp lẻn vào, e rằng không phải chuyện khó. Phó thành chủ lo lắng nói, cho dù là đề phòng toàn diện, hiệu quả phòng ngự có thể làm được cũng cực kỳ nhỏ bé. Ai, sao ta lại không biết như thế chứ, hiệu quả cực nhỏ. Hướng Thiên Nam nặng nề thở dài. Bây giờ chiến tranh đang ở lúc gay cấn, nhân thủ khắp nơi đều không đủ, phần lớn cao thủ thiên tiên trở lên đều bị phái ra tiền tuyến. Tuy chủ thành vẫn còn một bộ phận, nhưng một phần nhỏ đó của họ còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Những người còn sót lại nếu muốn họ phòng bị nghiêm ngặt chủ thành lớn như vậy, đến mức một giọt nước cũng không lọt, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đương nhiên tự ông ta ra tay thì quả thật có thể giải quyết chuyện này dễ như trổ bàn tay, nhưng ông ta không thể ra tay. Chiến đấu ở cấp bậc này, hai bên đều ăn ý, không đến thời điểm cuối cùng, chiến lực mũi nhọn của hai bên sẽ không thể ra tay. Một khi có người phá vỡ quy tắc ngầm này, sẽ gây ra đại chiến lớn hơn nữa. Đây là kết quả mà cả hai bên đều không muốn thấy. Thật sự đến lúc đó, đúng thật là không chết không thôi. Cho nên giai đoạn hiện nay, cũng chỉ so kè thực lực trung hạ tầng. Cứ sắp xếp như vậy trước đi. Hướng Thiên Nam than thở một tiếng bất lực nói. Vâng. Phó châu chủ Giang Trừng cũng bất đắc dĩ gật đầu, truyền đạt chuyện này cho quân canh phòng. Hôm sau, nhận được mệnh lệnh của Giang Trừng, người phụ trách các lối ra vào cửa thành, lập tức hành động. Trước lối đi số 9 thành Nam, tiểu đội trưởng Trương Thành đang truyền đạt mệnh lệnh cho nhóm Tô Nghiêm Cẩn. Phó thành chủ truyền lệnh, mấy ngày này, Tiên Châu Đại Nhật sẽ đến phá hoại, lên tinh thần hết cho ta. Hễ các ngươi phát giác ra, một người cũng không được tha cho ta, đã hiểu chưa? Đến khi đó mà xảy ra chuyện, cẩn thận các ngươi sẽ bị chóc một lớp ra đấy. Trương Thành lạnh lùng nói, vâng, nhóm thủ vệ cảnh giới địa tiên bên dưới đều nghiêm túc gật đầu. Thấy thủ vệ sôi nổi gật đầu, lúc này Trương Thành mới vừa lòng rời khỏi. Bên trên đã nhấn mạnh, hễ một tu sĩ của Tiên Châu Đại Nhật ẩn nấp lẻn vào, mấy tiểu đội trưởng bọn họ sẽ bị trừng phạt. Chắc không phải sắp khai chiến đấy chứ. Không biết được, đầu năm nay, có thể sống sót coi như không tệ. Một nhóm người oán giận nói hai câu, lại lần nữa trở về cương vị của mình. Họ chỉ là một đám địa tiên thôi,
trận chiến tranh này không đến lượt họ làm chủ. Mà Tô Nghiêm Cẩn vẫn vô cảm, đứng ở vị trí của mình. Trong đầu nhớ lại lời mà Trương Thành đã nói. Phát giác ra, chặn lại toàn bộ, chặn lại. Tô Nghiêm Cẩn chất phác gật đầu. Chương 932, binh sĩ này làm sao vậy? 1. Ban đêm, gió lớn không trăng, nhóm thủ vệ trước cửa thành đều mang theo vẻ mặt lười nhác. Đã 10 ngày trôi qua, chẳng xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ trở nên chậm trễ, không có cảm giác căng thẳng như trước nữa. Tô Nghiêm Cẩn, đừng ngây ngốc ở đó nữa, nên lười biếng thì lười biếng đi. Đúng vậy, nếu thật sự có cường giả lên vào, chúng ta cũng không phát hiện được đâu. Hai thủ vệ cùng canh gác với Tô Nghiêm Cẩn nói. Nhưng mà, Tô Nghiêm Cẩn vẫn vô cảm như cũ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bây giờ là thời gian làm việc, hắn ta phải nhìn chằm chằm cửa thành, không để bất kỳ ai tiến vào. Ha, được lắm, quên mất Tô Nghiêm Cẩn này là kẻ cứng nhắc. Hai thủ vệ cười nhạo một tiếng, tự trò chuyện với nhau, không để ý đến Tô Nghiêm Cẩn nữa. Tất nhiên bọn họ cũng không chú ý, trong ánh mắt không chút gợn sóng tựa giếng cổ của Tô Nghiêm Cẩn, đột nhiên trở nên sáng ngời. Vì hắn ta phát giác, trước mấy lối vào và cửa thành, đều xuất hiện khí, tức của tu sĩ cảnh giới huyền tiên. Những tu sĩ cảnh giới huyền tiên kia, có người xông thẳng vào, có người lén lút ẩn nấp, không một tiếng động. Phát giác ra, đều ngăn lại. Tô Nghiêm Cẩn lẩm bẩm, sau đó lách người, chớp mắt đã đến trước cửa sổ 11 thành nam, lối vào số 11 lúc này. Toàn bộ thủ vệ đều bị đánh bại, đám huyền tiên của Tiên Châu Đại Nhật, toàn bộ đều cười lạnh, chuẩn bị trực tiếp tiến vào chủ thành để ẩn nấp. Chính vào lúc này, vào lúc nhóm huyền tiên chuẩn bị vào thành, bóng đen do Tô Nghiêm Cẩn hóa thành nháy mắt hiện lên. Nhóm huyền tiên thậm chí còn không phát giác, gân mạch đan điền đã trực tiếp bị phế bỏ, ngã trong vũng máu. Trên mặt, thậm chí còn mang theo ý cười lạnh lùng. Tất cả, toàn bộ đều xảy ra chỉ trong chớp mắt. Mà ở một nơi khác, trước cửa sổ 13 thành đông, mười mấy huyền tiên của Tiên Châu Đại Nhật đang che giấu khí tức của mình, tốc độ cực nhanh, bay vào trong thành nam. Mà trước cửa thành, những thủ vệ địa tiên ai nấy đứng gác ở vị trí của mình, không hề phát giác đám huyền tiên kia. Mắt thấy bọn họ sắp bay qua cửa thành. Bốp! Lại một bóng đen chớp mắt lóe lên, mười mấy huyền tiên lập tức mất mạng, từ trên trời cao rơi xuống, ngã trước mặt mấy thủ vệ. Lúc này mấy thủ vệ mới phản ứng lại, sốt ruột hét lớn, kẻ địch tập kích. Nhưng mà, khi bọn họ cẩn thận đến gần đám huyền tiên, mới phát hiện đám huyền tiên đó đã mất mạng. Chuyện tương tự như vậy, xảy ra trước mười mấy lối vào, chỉ xảy ra trong nháy mắt. Sau đó Tô Nghiêm Cẩn bèn trở lại vị trí canh gác của mình, như chưa từng rời đi. Còn về hai thủ vệ đang trò chuyện kia, vẫn tán gẫu như cũ. Trong mắt của họ, Tô Nghiêm Cẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa từng rời khỏi. Sắc trời dần sáng, mà chuyện này rất nhanh đã báo cáo cho châu chủ Hướng Thiên Nam. Có chuyện này sao? Trước mười mấy lối vào, cả trăm huyền tiên toàn bộ đều mất mạng. Sắc mặt Hướng Thiên Nam chấn động nói. Giang Trừng gật đầu, đáp lời, cực kỳ chính xác. Quan trọng nhất là, thuộc hạ đã thống kê thời gian tử vong, cách thức tử vong của đám huyền tiên kia, toàn bộ giống hệt nhau, đều là gân mạch đan điền vỡ nát mà chết. Sắc mặt Giang Trừng ngưng trọng bẩm báo, cùng một thời gian, giết chết cả trăm huyền tiên. Còn cùng một cách thức, lại cách nhau xa như vậy, Hướng Thiên Nam càng thêm chấn động. Người có thủ đoạn như thế, ít nhất cũng là cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh, rất có thể không chênh lệch với ông ta. Từ lúc nào, trong chủ thành Tinh La lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Thế mà ông ta lại không biết. Chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Truyền lệnh xuống dưới, ai có thể cung cấp manh mối của vị cao nhân kia, ban thưởng tiên khí hạ phẩm. Hướng Thiên Nam trầm giọng nói. Vâng, Giang Trừng nhận lệnh, bèn chuẩn bị công bố. Đợi một chút, ta vẫn có hơi không yên tâm, đưa ta đi xem thi thể của đám huyền tiên bị giết kia. Có lẽ, sẽ nhìn ra một vài manh mối. Hướng Thiên Nam gọi Giang Trừng lại. Ông ta dự định đích thân đến xem những thi thể kia, xác nhận xem trong đó liệu có âm mưu gì hay không. Được. Giang Trừng gật đầu, sau đó thông báo bên dưới, bảo những thủ vệ cửa thành sau khi chuẩn bị xong, sẽ đưa Hướng Thiên Nam đến đó. Trước lối vào số 9 thành Nam, Trương Thành cũng nhận được tin tức, vội vàng tập hợp tiểu đội. Thông minh chút cho ta, lát nữa châu chủ sẽ đến tuần tra, nâng cao tinh thần, đừng làm ra chuyện xấu gì,
Rõ chưa? Trương Thành lớn tiếng nói. Vâng. Nhóm thủ vệ đồng loạt đáp lời, đứng thẳng sống lưng, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, mỗi người đều lấy ra trạng thái tinh thần tốt nhất của mình. Đó là châu chủ đấy, nếu biểu hiện tốt, được châu chủ nhìn chúng, nói không chừng sẽ trực tiếp thăng quan. Mà Tô Nghiêm Cẩn chỉ đứng ở đó, mặt không biểu cảm. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 933, binh sĩ này làm sao vậy? 2. Chính là trạng thái này, châu chủ đến, nhất định phải hành lễ với châu chủ. Trương Thành tiếp tục căn dặn. Vừa dặn dò xong, hắn từ xa nhìn thấy Hướng Thiên Nam và Giang Trừng được một nhóm người vây quanh, đang đi qua đây. Hướng Thiên Nam dần dần bước đến, lúc này trong đầu vẫn đang suy nghĩ sự việc của đám huyền tiên kia. Trên người đám huyền tiên đó, hoàn toàn không để lại chút thương thế nào, loại thủ đoạn này ông ta chưa từng thấy qua. Khi ông ta đi đến trước lối vào số 9, Trương Thành trực tiếp nháy mắt ra hiệu. Chớp mắt, hắn ta và nhóm thủ vệ đồng loạt kính lễ với Hướng Thiên Nam, châu chủ. Hướng Thiên Nam còn đang trầm lặng trong nỗi nghi ngờ, nghe thấy tiếng châu chủ này mới lấy lại tinh thần. Nhìn những thủ vệ trước mắt, thân hình ai nấy đều thẳng như cán bút, rất có tinh thần, Hướng Thiên Nam vừa lòng gật đầu. Không tệ, lối vào số 9 thành nam của các ngươi. Lời khen của Hướng Thiên Nam vừa nói được một nửa, lập tức khựng lại. Bởi vì ông ta nhìn thấy một thủ vệ cảnh giới địa tiên đột nhiên tự mình đi đến bên cửa thành. Sau khi đến bên cửa thành, bèn ra tay cởi áo giáp của mình, tháo nón trên đỉnh đầu xuống, sau khi chỉnh sửa gọn gàng xong, trực tiếp rời đi về nơi xa. Binh sĩ tự làm theo ý mình, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đối diện với ánh mắt đồng loạt nhìn qua của nhóm người, binh sĩ này không hề quan tâm. Hướng Thiên Nam cau mày, sắc mặt lập tức u ám, nhìn về phía Trương Thành, đây là chuyện gì? Châu chủ, sao vậy? Người duy nhất không biết đã xảy ra chuyện gì là Trương Thành, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đột nhiên phóng tới của châu chủ, trong lòng lập tức run lên. Người này bị sao vậy? Phó châu chủ Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ Tô Nghiêm Cẩn, hỏi Trương Thành. Trương Thành vội vàng quay đầu lại, nương theo phương hướng mà Giang Trừng chỉ, nhìn thấy Tô Nghiêm Cẩn đang muốn rời đi, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Châu chủ, tiểu tử này là kẻ cứng nhắc, đầu óc có chút không lanh lợi. Thuộc hạ sẽ gọi hắn ta quay lại ngay. Giọng điệu Trương Thành run rẩy nói, hắn ta biết Tô Nghiêm Cẩn mỗi ngày đều đi làm tan làm đúng giờ, nhiều hơn một phút cũng không được. Nếu là ngày thường tự nhiên Trương Thành sẽ không nói gì, đúng giờ bớt việc cũng khá tốt. Nhưng bây giờ, châu chủ còn ở đây, Tô Nghiêm Cẩn vậy mà cởi giáp tháo nón muốn tan làm. Tan làm ngươi cũng nên phân biệt thời gian và trường hợp chứ. Nói rồi, Trương Thành bước nhanh đuổi theo Tô Nghiêm Cẩn, lạnh lùng lên tiếng, không nhìn thấy châu chủ còn ở đây à? Ai cho ngươi tan làm? Nghe vậy, Tô Nghiêm Cẩn dừng bước, xoay người nhìn về phía Trương Thành, mặt không biểu cảm đáp lời, đến giờ tan làm rồi. Đến giờ tan làm, tất nhiên phải về nhà. Ngươi. Trương Thành nghe thấy câu trả lời của Tô Nghiêm Cẩn, cả người đều ngây ngốc, Tô Nghiêm Cẩn này muốn hại chết hắn ta mà, thế mà dám nói tan làm trước mặt châu chủ. Châu chủ, xin lỗi, đầu óc hắn không lanh lợi, thuộc hạ đảm bảo sau này sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Trương Thành bị dọa cho quỳ rạp xuống trước mặt châu chủ, cuống quýt nhận lỗi. Nếu chuyện này xử lý không tốt, có lẽ mạng nhỏ cũng chẳng còn. Chỉnh đốn lại đàng hoàng đi, lần sau tuyệt đối không cho phép phạm phải sai lầm như vậy nữa. Hướng Thiên Nam trầm giọng nói, sắc mặt âm trầm rời đi. Nếu là trước đây, ông ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha, nhưng bây giờ khan hiếm nhân thủ, chỉ đành cho qua chuyện như vậy. Đa tạ châu chủ, nhìn Hướng Thiên Nam rời đi, lúc này Trương Thành mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn đứng dậy. Tô Nghiêm Cẩn, 3 ngày nay ngươi vào đại lao phản tỉnh đàng hoàng cho ta. Ngươi, áp giải hắn đi. Trương Thành nói với Tô Nghiêm Cẩn, lại phái một lão binh áp giải Tô Nghiêm Cẩn đến đại lao. Vâng, lão binh kia vội vàng trả lời, đưa Tô Nghiêm Cẩn vào nhà lao. Tiểu lão đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi phải học cách nhìn mặt đoán ý, châu chủ ở chỗ đó, ngươi tan làm trễ chút cũng đâu có sao. Chỗ ở của lão binh và Tô Nghiêm Cẩn chỉ cách nhau một con đường. Cho nên ngày thường, lão binh này cũng rất chăm sóc Tô Nghiêm Cẩn.
Nhưng mà, Tô Nghiêm Cẩn chỉ gật đầu, đồng thời vô thức đẩy một viên gạch đỏ bị lồi ra khỏi vách tường bên cạnh vào trong. Ngươi đấy, ngươi trẻ tuổi chẳng linh hoạt chút nào. Vẫn phải để ta canh chừng ngươi, ngươi ở gian nhà lao này đi, lát nữa ta mang chăn đến cho ngươi. Lão binh bất đắc dĩ, chỉ vào gian nhà lao sạch sẽ trước mặt nói. Hắn ta biết Tô Nghiêm Cẩn có chứng ám ảnh cưỡng chế, cho nên sắp xếp gian nhà lao sạch sẽ nhất, đơn giản nhất. Rất nhanh, lão binh lấy chăn đến, rồi rời đi. Trong nhà lao, chỉ còn lại một mình Tô Nghiêm Cẩn. Hắn ta ngồi nghiêm chỉnh, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngồi thiền, tiến vào trạng thái yên lặng tĩnh khí. Chương 934, ta chỉ là tiểu binh địa tiên, 1. Mãi cho đến giờ Dậu buổi chiều, lão binh kia vào ngục giam, mang theo một dĩa đậu phộng, hai lạng khô bò, một bình rượu mạnh 2 lượng 8 tiền, đặt trước cửa cho Tô Nghiêm Cẩn. Tiểu lão đệ, lão ca phải đi canh gác đây. Nói xong bèn rời khỏi. Lúc này Tô Nghiêm Cẩn mới mở mắt, ngồi dậy, chậm rãi ăn hết mấy món kia. Sắc trời dần dần mờ tối. Tô Nghiêm Cẩn như một tượng đá, không cử động, tư thế đi ngủ cực kỳ tiêu chuẩn. Đột nhiên, trên gương mặt không chút thay đổi của hắn ta, khẽ chuyển động trong mắt, từ từ ngẩng đầu lên. Ở cửa thành, lúc này đang có cả 100 tên huyền tiên, cứ lặng lẽ không tiếng động như thế lẻn vào trong cửa thành. Những thủ vệ kia, đứng trước cửa thành, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm phía trước, dường như không phát hiện sự tồn tại của đám huyền tiên. Mà Tô Nghiêm Cẩn từ đầu đến cuối không có động tác gì, chỉ yên tĩnh quan sát. Khi bình minh ló dạng, trong thành bùng lên ánh lửa. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi, sở tình báo bị cháy. Phó châu chủ Giang Trừng bẩm báo với châu chủ. Ngươi nói gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hướng Thiên Nam vừa làm xong việc từ tiền tuyến trở về, sắc mặt lập tức âm trầm, trong lòng giật thót. Châu chủ, tối qua 100 tên huyền tiên xông vào chủ thành, phá hủy sở tình báo của chúng ta. Người phụ trách liên lạc với Tiên Châu Đại Nhật cũng bị giết. Tuy đã bắt đám huyền tiên kia, nhưng chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với nhân thủ sắp xếp vào Tiên Châu Đại Nhật. Đáng ghét. Hướng Thiên Nam nghe vậy, nháy mắt giận dữ, vỗ một chưởng lên bàn trà gỗ huyền thiết bên cạnh, bàn trà lập tức vỡ nát. Sở tình báo bị cháy, chiến tranh với Tiên Châu Đại Nhật trực tiếp thua một nửa. Tại sao? 100 tên huyền tiên lúc trước đã bị ra tay ngăn cản. Còn lần này, đám huyền tiên kia chẳng những lẻn vào được, còn phá hủy sở tình báo của chúng ta. Nếu khi trước vị cao nhân kia đã ra tay một lần, tại sao lần này lại để đám huyền tiên kia tiến vào chứ? Sau khi bình tĩnh lại, Hướng Thiên Nam cau mày, về mặt nghi ngờ khó hiểu. Chuyện này, Giang Trừng cũng lắc đầu, cũng không rõ suy nghĩ của cao thủ kia. Điều tra, chuyện này nhất định phải tăng nhanh tiến độ điều tra. Lần này là sở tình báo, lần sau không biết là nơi nào, nhất định phải tìm được cao thủ đã giúp đỡ chúng ta. Hướng Thiên Nam trầm giọng hạ lệnh. Vâng, Giang Trừng nhận lệnh, sau đó bèn rời khỏi. Thời gian 3 ngày, rất nhanh đã đến. Trong đại lao, Tô Nghiêm Cẩn cũng được thả ra ngoài. Tiểu lão đệ, phía tử quán ta đã đánh tiếng rồi, đệ trực tiếp qua đó là được. Mở cửa nhà lao của Tô Nghiêm Cẩn, lão binh mỉm cười thản nhiên nói. Vừa khéo là thời gian tan làm, Tô Nghiêm Cẩn gật đầu, ừng một tiếng, rồi đi thẳng đến tử quán. Sau khi đến tử quán, bàn thứ 2 gần cửa sổ, Tô Nghiêm Cẩn ngồi xuống như thường ngày. Dùng xong đồ ăn, nhìn thoáng qua sắc trời, đã đến thời gian, hắn ta đi làm. Hắn ta mặc xong áo giáp, bèn đi về phía cửa thành. Chính vào lúc này, ở một ngã rẽ phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu mạng, ta không quen các ngươi muốn làm gì? Nghe giọng nói là một nữ tử đang cầu cứu. Giọng nói cực kỳ kinh hoàng, hiển nhiên đang đối mặt với chuyện đáng sợ. Vẻ mặt Tô Nghiêm Cẩn không cảm xúc, đi đến ngã rẽ, ngay sau đó, đã nhìn thấy. Mấy nam tử kim tiên trung kỳ, sắc mặt hung ác dữ tợn, đang vây giết một cô nương tướng mạo thanh tú, mặc váy dài màu vàng nhạt. Cô nương kia sắc mặt hoảng sợ, trốn trong pháp bảo phòng ngự, run lẩy bẩy. Chính là nữ nhi Mục Gia Mục Thiên Thiên. Mấy tráng hán cường tráng cảnh giới kim tiên, dùng sức đánh vào quầng sáng trên pháp bảo phòng ngự. Rắc, trên quầng sáng pháp bảo đã bắt đầu xuất hiện khe nứt nho nhỏ. Hơn nữa sau những đòn tấn công của mấy nam tử kia, vết nứt đang không ngừng khuếch đại, tin rằng không đến mấy phút nữa, quầng sáng phòng ngự nhất định sẽ bị phá vỡ. Hừ,
người nhà họ Mục các ngươi đều đáng chết. Nếu chúng ta không giết cha ngươi được, vậy giết chết ngươi, để lão già nhà ngươi hối hận cả đời. Một tên kim tiên trong đó cười lạnh nói, lực đạo tấn công cũng mạnh hơn mấy phần. Nghe đến đây, sắc mặt cô nương kia trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp thanh tú tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Chớp mắt đã hiểu ra, mấy tên kim tiên trước mắt này là kẻ thù của phụ thân, hôm nay nhất định sẽ chết. Mà ở phía xa, Tô Nghiêm Cẩn bình tĩnh quan sát, từ đầu đến cuối không hề ra tay. Một khắc sau, dưới sự tấn công mãnh liệt của ba kim tiên kia, quầng sáng trực tiếp vỡ vụn. Sắc mặt ba kim tiên mừng rỡ, ba trưởng kình mạnh mẽ, đánh thẳng về phía Mục Thiên Thiên. Mục Thiên Thiên tuyệt vọng nhắm mắt. Nàng ta chỉ mới là thiên tiên, một kim tiên đã đủ giết chết nàng ta, huống hồ chỉ đến tận ba người. Lẽ nào ta phải chết như vậy sao? Trong lòng Mục Thiên Thiên mỉm cười sâu thẳm, đã chuẩn bị xong việc chờ chết. Các bạn đang nghe chuyện nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần, người trên vạn người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 935, ta chỉ là tiểu binh địa tiên, 2. Chính vào lúc này, Tô Nghiêm Cẩn lại liếc nhìn sắc trời. Thời gian đi làm, đến rồi. Đồng thời, hắn ta cử động. Như một tàn ảnh, chớp mắt đi đến trước mặt mấy kim tiên kia, tung một chưởng qua. Bốp! Âm thanh rên rỉ do va chạm vang lên, mấy nam tử kim tiên kia trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào vách tường đối diện, chớp mắt mất mạng. Một lúc sau, Mục Thiên Thiên phát giác bản thân không sao, nghi ngờ mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt ra, trực tiếp bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Chỉ thấy mấy nam tử cảnh giới kim tiên, toàn bộ đều mất mạng, thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất. Mà bên cạnh thi thể là một nam tử mặt không cảm xúc, thần sắc lạnh nhạt đang đứng. Mục Thiên Thiên làm sao không hiểu, chính là người trước mặt đã cứu mình. Đa tạ huynh, ân nhân, huynh thật lợi hại. Ta tên Mục Thiên Thiên, là người của Mục Phủ, xin hỏi danh tính ân nhân, để ta báo đáp huynh. Mục Thiên Thiên cảm kích nhìn Tô Nghiêm Cẩn, lên tiếng dò hỏi. Nàng ta vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ lại được cứu. Nhưng mà, đối mặt với sự cảm kích của Mục Thiên Thiên, Tô Nghiêm Cẩn vẫn chỉ vô cảm lắc đầu. Ta không lợi hại, ta chỉ là tiểu binh địa tiên thôi, ta phải trở về canh gác rồi. Nói xong bèn rời khỏi. Trong con hẻm, Mục Thiên Thiên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Tô Nghiêm Cẩn rời đi, vẻ mặt nghi ngờ. Người này rõ ràng nhẹ nhàng giải quyết mấy tên kim tiên kia, lại nói bản thân không lợi hại. Thậm chí, cả tên cũng không nói, bảo ta phải báo đáp thế nào đây? Thật phiền phức. Mục Thiên Thiên lẩm bẩm, lập tức xử lý thi thể của mấy kim tiên kia. Xử lý xong thi thể của mấy kim tiên, Mục Thiên Thiên vừa khéo bước ra khỏi con hẻm. Nhớ lại Tô Cẩn Nghiêm mặc áo giáp của thủ vệ thành, hơn nữa hắn ta còn nói mình là tiểu binh, môi đỏ lập tức dương lên nụ cười. Hôm sau, Tô Cẩn Nghiêm đi làm theo thời gian thường ngày. Mặc áo giáp, đội nón, sau đó vô cảm đứng gác. Tất cả đều đâu vào đấy, tiến hành theo trình tự. Những thủ vệ khác đều lấy vài viên đan dược cấp thấp, bổ sung thể lực. Dù sao, bây giờ là thời chiến, mỗi một người đều căng chặt thần kinh, dưới tình huống căng thẳng cao độ, linh lực hao phí rất nhanh. Chỉ có Tô Nghiêm Cẩn, vẫn không nhúc nhích. Mà mỗi khi đến giờ này, lão binh thường xuyên gọi Tô Nghiêm Cẩn, chia thuốc bổ của mình thành hai phần, đưa cho Tô Nghiêm Cẩn một nửa. Tuy Tô Nghiêm Cẩn không cần, nhưng đối với ý tốt của lão binh, vẫn nhận một nửa. Đa tạ. Nhận một nửa thuốc bổ, Tô Nghiêm Cẩn đang muốn nhanh chóng giải quyết nửa phần thuốc bổ kia. Ân nhân, ta đến thăm huynh, ta có mang đồ ngon cho huynh này. Một giọng nói nhu hòa vang lên, chính là Mục Thiên Thiên được hắn ta cứu hôm qua. Mục Thiên Thiên cầm hộp đồ ăn trong tay, đi đến trước lối vào số 9, lúc này nhìn thấy Tô Nghiêm Cẩn ở đó, âm thầm thấy may mắn vì mình đã đoán đúng. Nhưng mà, đối mặt với lời chào hỏi của Mục Thiên Thiên, Tô Nghiêm Cẩn vẫn là dáng vẻ không cảm xúc, tùy ý đáp một tiếng. Sau khi nói xong, bèn trầm mặc. Mục Thiên Thiên đối diện với một tiếng ồ kia, mỉm cười thản nhiên, hôm qua đã biết tính cách của Tô Nghiêm Cẩn nên không hề để ý, mà ngồi xổm xuống, đặt hộp cơm dưới đất, lấy đồ ăn mình làm ta. Ân nhân, đây là đồ ăn ta mang đến cho huynh. Nhân lúc còn nóng huynh ăn đi, coi như ta báo đáp huynh. Mục Thiên Thiên nhìn Tô Nghiêm Cẩn, dịu dàng nói. Lần này,
Còn chưa đợi Tô Nghiêm Cẩn lên tiếng, ánh mắt của lão binh bên cạnh sáng lên, nhanh chóng giữ chỗ. Tiểu lão đệ, đồ bổ hôm nay của ta không chia cho ngươi nữa. Nói xong, bèn ngồi xổm xuống góc tường thành, nở nụ cười bà dì nhìn về phía Tô Nghiêm Cẩn, tự giác nhường chỗ. Tiểu lão đệ này bình thường kiệm lời ít nói, không ngờ cũng là người âm thầm làm việc lớn. Trong lòng lão binh cảm khái, ân nhân, hôm qua huynh cứu ta, ta cũng không biết nên báo đáp huynh thế nào. Mục Thiên Thiên nghiêm túc nói, nhớ đến dáng vẻ uy vũ của Tô Nghiêm Cẩn hôm qua, gương mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ. Đa tạ, nhìn Mục Thiên Thiên, Tô Nghiêm Cẩn lại lần nữa gật đầu, vẫn vô cảm như cũ nhận đồ ăn. Cứ như vậy, lại qua thêm mấy ngày. Mỗi ngày, vào giờ đó Mục Thiên Thiên đều mang theo đồ ăn do chính tay mình nấu. Mỗi một lần, Tô Nghiêm Cẩn đều gật đầu, nói một tiếng đa tạ. Suốt nửa tháng, Mục Thiên Thiên đều như vậy. Nhưng mà hôm nay, Mục Thiên Thiên lại đến tay không, do dự rất lâu. Bấy giờ mới lên tiếng, ân nhân, hay là đến nhà ta ăn bữa cơm, lần trước huynh cứu ta, cha ta cũng muốn gặp mặt đa tạ huynh. Mục Thiên Thiên mong chờ nhìn Tô Nghiêm Cẩn. Trước khi ra cửa, phụ thân nàng ta đã giữ hộp đồ ăn lại, trịnh trọng nói, muốn mời Tô Nghiêm Cẩn đến nhà dùng cơm, để gặp mặt cảm tạ Tô Nghiêm Cẩn. Mục Thiên Thiên suy nghĩ, thấy cũng có lý, cho nên đồng ý. Chương 936, ta đã đuổi đi rồi. Đi đi đi, tất nhiên phải đi rồi. Lần này, không đợi Tô Nghiêm Cẩn lên tiếng, lão binh trực tiếp đồng ý thay Tô Nghiêm Cẩn. Tiểu lão đệ, đại ca là đang giúp người đấy. Lão binh thản nhiên mỉm cười, nháy mắt ra hiệu cho Tô Nghiêm Cẩn. Tô Nghiêm Cẩn gật đầu, đồng ý. Tốt quá rồi, ân nhân. Mục Thiên Thiên lộ vẻ mừng rỡ, trực tiếp ngồi trong tử quán nhỏ ở cửa thành, hai tay chống cằm đợi Tô Nghiêm Cẩn tan làm. Cuối cùng đợi được Tô Nghiêm Cẩn tan làm, nàng ta vui vẻ bước đến dẫn đường. Mục phủ, dưới sự dẫn dắt của Mục Thiên Thiên, Tô Nghiêm Cẩn đi thẳng vào trong đại điện. An nhân, đây là cha ta. Phụ thân, vị này là ân nhân cứu mạng của con. Mục Thiên Thiên giới thiệu đơn giản một phen, Tô Nghiêm Cẩn và Mục gia chủ xem như quen biết. Xin chào. Tô Nghiêm Cẩn nhìn phụ thân Mục Thiên Thiên, vẻ mặt vô cảm nói. Mà Mục gia chủ lại nhìn chằm chằm Tô Nghiêm Cẩn, chân mày khẽ cau lại. Chuyện này không đúng. Chẳng phải là thực lực trên kim tiên sao? Sao lại là địa tiên? Theo cách nói của nữ nhi, nàng ta bị kẻ thù của ông ta truy sát. Mấy người đó đều là cảnh giới kim tiên, nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều bị Tô Nghiêm Cẩn lấy mạng. Phụ thân của Mục Thiên Thiên suy đoán, Tô Nghiêm Cẩn có thể là huyền tiên. Mà bản thân ông ta cũng chỉ là kim tiên đỉnh cao thôi. Nếu có thể để cô nương nhà mình gả cho cường giả, nhất định là một chuyện tốt. Cho nên, phụ thân của Mục Thiên Thiên nảy sinh suy nghĩ để Mục Thiên Thiên tiếp cận Tô Nghiêm Cẩn. Bữa cơm hôm nay chính là muốn lôi kéo quan hệ. Nhưng bây giờ, ông ta nhìn Tô Nghiêm Cẩn trước mặt chỉ là địa tiên, vẻ vui mừng trên gương mặt chớp mắt tan biến. Ăn cơm trước đã. Đúng rồi, Thiên Thiên, đến nhà bếp làm thêm canh hạ hỏa. Con tự mình đi, bày tỏ lòng cảm tạ với ân nhân. Phụ thân của Mục Thiên Thiên nói với Mục Thiên Thiên. Vâng. Mục Thiên Thiên nghĩ cũng không nghĩ, đi thẳng đến nhà bếp. Mà sau khi Mục Thiên Thiên rời khỏi, Tô Nghiêm Cẩn vô cảm ngồi lên ghế, không nói tiếng nào. Mục gia chủ nhìn thấy Mục Thiên Thiên rời khỏi, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, lấy một món tiên khí hạ phẩm, đặt trước mặt Tô Nghiêm Cẩn. Cầm lấy đi, tiên khí hạ phẩm, đủ để báo đáp ân tình ngươi cứu nữ nhi của ta rồi. Còn về những chuyện khác, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, chỉ là một địa tiên, còn muốn lừa nữ nhi của ta. Ngươi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cảm lấy tiên khí hạ phẩm rồi đi đi, sau này đừng qua lại với nữ nhi của ta nữa. Mục gia chủ nhìn Tô Nghiêm Cẩn, giọng điệu lạnh lùng nói. Tô Nghiêm Cẩn nghe thấy Mục gia chủ bảo hắn ta rời khỏi, trực tiếp đứng lên, muốn bỏ đi. Cầm lấy tiên khí hạ phẩm này đi, Mục gia chủ nhắc nhở. Theo ông ta thấy, một món tiên khí hạ phẩm đuổi một địa tiên cũng đủ rồi. Ta đến để ăn cơm, không phải giúp ông ném rác. Tô Nghiêm Cẩn lắc đầu, nhìn cũng chẳng thèm nhìn món tiên khí hạ phẩm kia, rời đi. Mục gia chủ thấy vậy, cười lạnh, cất tiên khí hạ phẩm lại vào túi áo của mình, phẫn nộ nói, hừ, bảo bối như tiên khí hạ phẩm này cũng không lấy, còn giả vờ thanh cao. Mục gia chủ cười lạnh, Tô Nghiêm Cẩn không lấy,
vừa hay ông ta tiết kiệm được một món bảo bối. Mà lúc này, Mục Thiên Thiên nấu canh xong trở lại, bưng canh vào đại điện. Nhưng phát hiện, không thấy Tô Nghiêm Cẩn đâu nữa. Phụ thân, ân nhân đâu? Mục Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Mục gia chủ, dò hỏi. À, vị ân nhân kia nói, con đã trả xong ân tình, từ nay về sau, không cần phải qua lại nữa. Mục gia chủ mỉm cười thản nhiên, nhận chén canh hạ hỏa, tự mình uống. Như vậy sao ạ? Mục Thiên Thiên nghe Mục gia chủ nói, vẻ mặt nghi ngờ, hàng mày xinh đẹp cau chặt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Không được, con phải đi hỏi. Mục Thiên Thiên luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, muốn đuổi theo Tô Nghiêm Cẩn hỏi rõ ràng. Nhưng mà, phụ thân của nàng ta lại phất tay, chớp mắt ngăn Mục Thiên Thiên lại. Chuyện này về sau đừng nghĩ đến nữa. Địa tiên kia không xứng với con, ta đã đuổi hắn đi rồi. Thiên Thiên, vi phụ làm vậy cũng vì muốn tốt cho con, nếu không con sẽ hối hận cả đời. Nói rồi, dùng pháp trận khóa Mục Thiên Thiên trong đại điện, tự mình rời đi. Chuyện ở Mục Phủ hôm qua, Tô Nghiêm Cẩn hoàn toàn không để ý. Tiểu lão đệ, hôm qua ở Mục Phủ, đã ăn những gì? Sao cô nương kia hôm nay không đến? Lão binh quan tâm dò hỏi. Tô Nghiêm Cẩn trầm mặc không nói, chỉ lo đứng gác. Lão binh xấu hổ cười, cũng biết tính cách của Tô Nghiêm Cẩn, nên không nói gì nữa. Mà trong đại điện Tinh La, Phó Châu Chủ Giang Trừng đang bẩm báo tin tức liên quan đến vị cao nhân kia cho Hướng Thiên Nam. Ý ngươi là, vị cao thủ kia chỉ đi ngang qua. Hướng Thiên Nam cau mày, nét mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Trừng. Đúng vậy, bây giờ cũng chỉ có cách giải thích này. Giang Trừng gật đầu, mấy ngày nay, hắn ta điều tra hết tất cả manh mối, hoàn toàn không tra được dấu vết gì. Lời giải thích hợp lý nhất cũng chỉ là vị cao thủ kia đi ngang qua thôi. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937, Tiểu Binh Này Ngốc Sao? Hướng Thiên Nam bất đắc dĩ than thở một tiếng, chỉ đành chấp nhận kết quả này, phất tay, ra hiệu Giang Trừng lui xuống. Giang Trừng lập tức cung kính lui ra khỏi đại điện, nét mặt cũng khổ sở. Trong lúc bất lực, Giang Trừng chỉ đành tự mình đến trước cửa thành tuần tra một lượt, miệng vẫn lẩm bẩm chuyện này. Đáng tiếc, cao nhân chỉ đi ngang qua, nếu không Tiên Châu Tinh La sẽ có thể sở hữu trợ thủ mạnh mẽ. Giang Trừng bất đắc dĩ than thở nói. Nhưng mà, vừa ra khỏi cửa thành số 9 không xa, đã nghe thấy vài âm thanh nôn nóng vang lên, đồng thời theo sau đó là vài khí tức cường đại ập đến. Phó Châu Chủ, ngăn bọn hắn lại, mấy tên này là người của Tiên Châu Đại Nhật, ẩn nấp ngoài thành chuẩn bị lẻn vào chủ thành của chúng ta. Bị chúng ta phát hiện đánh bị thương, nhưng khí tức của bọn hắn lúc này rõ ràng biết không thoát được, muốn tự bạo hủy diệt cửa thành. Ngăn bọn hắn lại, cao thủ đang đuổi theo truyền ra giọng nói cuồng loạn. Cái gì? Có chuyện này sao? Nghe vậy, sắc mặt Phó Châu Chủ Giang Trừng kinh hãi. Trong chớp mắt, Giang Trừng đã có động tác, trực tiếp cổ động nguyên khí quanh người, khí thế thuộc về cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh, trực tiếp bao phủ mấy tên tinh thần tiên cảnh của Tiên Châu Đại Nhật. Ta giữ chân hắn, Giang Trừng hét lớn. Hắn ta hiểu nếu thật sự để mấy tên này thành công, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế nào. Chuyện đó sẽ trực tiếp gây thiệt hại cho pháp trận của chủ thành. Một khi không còn pháp trận bảo vệ, tương lai nguy cơ chủ thành sẽ tăng lên vô hạn. Nhưng mà, cảm giác được Giang Trừng cản trở, một tên tinh thần tiên cảnh trong đó xông thẳng về phía Giang Trừng. Ầm, một tiếng nổ vang, người đó tự bạo trong nháy mắt. Tinh thần tiên cảnh tự bạo, sức mạnh không nhỏ, Giang Trừng vốn là Nhật Nguyệt tiên cảnh sơ kỳ, thực lực chưa vững vàng, còn không kịp tránh né, đã bị sức mạnh tự bạo hất bay. Cùng lúc này, sức mạnh còn sót lại trực tiếp khiến mặt đất trước cửa thành chia năm xẻ bảy, lan tràn vô số vết nứt sâu không thấy đáy. Nhưng khoảng thời gian trống này, mấy tên cường giả tinh thần tiên cảnh còn lại lao thẳng về phía cửa thành. Mục tiêu của bọn hắn vừa khéo chính là lối vào số 9 thành Nam. Đáng chết! Thấy vậy, Giang Trừng oán hận trừng mắt. Bò dậy muốn đuổi theo, lại phát hiện bản thân bị thương không nhẹ vì sức mạnh tự bạo ban nãy. Thêm vào nguyên nhân khoảng cách, muốn ngăn cản trước khi mấy tên kia đuổi đến cửa sổ 9, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhất thời, đồng tử Giang Trừng răng đầy tơ máu, cắn chặt răng tràn ngập vẻ không cam lòng. Bây giờ điều hắn ta có thể làm
chỉ là cố hết sức hạ thấp tổn thất. Cho nên giọng nói trộn lẫn tiên nguyên truyền ra từ miệng hắn ta, kẻ địch tấn công. Có cao thủ tinh thần tiên cảnh tự bạo, tất cả mọi người trốn được bao xa thì trốn hết cho ta. Giang Trừng truyền ra giọng nói cuồng loạn, vội vàng hét lên với thủ vệ ở lối vào số 9. Nghe thấy tiếng hét, tất cả thủ vệ như kiến bò trên chảo nóng, bắt đầu nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Nhìn thấy mấy thủ vệ kia bắt đầu rút lui, lúc này sắc mặt Giang Trừng mới khá hơn một chút. Nhưng mà, hắn ta vừa nghĩ may mà không có ai bị thương, lại thấy ngay một tiểu binh vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa thành không nhúc nhích. Tiểu binh này, ngốc sao? Giang Trừng phẫn nộ quát. Tiểu lão đệ, mau chạy đi. Một bên, lão binh cũng sốt ruột hét lớn, uy lực tự bạo của tinh thần tiên cảnh, chỉ dựa vào mấy địa tiên như bọn hắn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà, Tô Nghiêm Cẩn vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, không nhúc nhích. Nguy rồi. Những người khác sắc mặt kinh hãi, uy lực khủng khiếp của cường giả cảnh giới tinh thần tự bạo, tên địa tiên này nhất định sẽ bị nổ tung đến cặn cũng không còn. Vành mắt của lão binh cũng bắt đầu ẩm ướt, nhìn Tô Nghiêm Cẩn sắp hóa thành tro bụi, bất lực than thở một tiếng. Đứa nhỏ này ngốc quá mà. Phó châu chủ Giang Trừng nhìn thấy cảnh này, biết đã không thể xoay chuyển được nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn. Trong khoảnh khắc này cả người bỗng trở nên già nua thêm mấy phần. Một khi nổ tung, tạm thời không nói đến tổn thất một tiểu binh, khó chấp nhận nhất chính là pháp trận của chủ thành nhất định sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Giang Trừng cúi đầu không muốn nhìn. Nhưng mà, mắt thấy chỉ chốc lát thôi sẽ truyền đến tiếng nổ vang, nhưng mười mấy giây trôi qua, vẫn không truyền đến động tĩnh gì như cũ. Chuyện này khiến Giang Trừng không khỏi lộ vẻ nghi ngờ. Hắn ta căng ra đầu ngẩng lên nhìn qua đó. Cặp cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta lập tức ngơ ngác, miệng phát ra âm thanh như vịt kêu. Vậy mà hắn ta lại nhìn thấy mấy tên cường giả Nhật Nguyệt tiên cảnh khi trước muốn tự bạo, đang bị tiểu binh ngây ngốc kia dẫm dưới chân, sắc mặt cực kỳ đau đớn. Mà khí tức tự bạo trên người dường như đang nhanh chóng suy kiệt. Chương 938, mẹ nó đây là chuyện mà địa tiên làm sao? 1. Cả người Giang Trừng choáng váng. Mẹ nó, đây là chuyện mà một tiểu binh thủ thành làm sao? Trực tiếp dẫm đạp mấy cao thủ tinh thần tiên cảnh sắp tự bạo dưới chân. Còn cứng rắn áp chế sức mạnh tự bạo của bọn hắn. Tiểu binh này rốt cuộc là ai? Giang Trừng trợn to mắt, nhanh chóng bay qua. Còn đang ở trên không, hắn ta đã nhận ra tiểu binh. Này, chẳng phải là tiểu binh lần trước tan làm khi hắn ta và châu chủ tuần tra sao? Hình như tên là Tô Nghiêm Cẩn. Nhưng mẹ nó chứ, chẳng phải hắn ta là địa tiên sao? Địa tiên mạnh như vậy. Có thể áp chế cao thủ tinh thần tinh cảnh sắp tự bạo, ít nhất cũng phải là Nhật Nguyệt tiên cảnh mới có thể làm được. Giang Trừng bay đến bên cạnh Tô Nghiêm Cẩn, phát hiện mấy tu sĩ tinh thần tiên cảnh không chỉ bị dẫm đạp dưới chân, còn bị Tô Nghiêm Cẩn phế đi. Hắn ta lập tức hít khí lạnh, ngẩng đầu nhìn tiểu binh trước mặt. Tô Nghiêm Cẩn, ngươi, Giang Trừng lắp bắp, không biết nên nói gì. Mà những người khác cũng nhìn thấy cảnh này, choáng váng tập thể. Đây là chuyện gì? Nhóm người ở hiện trường chớp mắt ngơ ngác. Một địa tiên, vậy mà dẫm tu sĩ tinh thần tiên cảnh dưới chân, đây là muốn nghịch thiên à? Trên mặt nhóm người ở hiện trường đều lộ vẻ khó tin, rất lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Lúc này mới ý thức được, cửa thành số 9 của họ có một cao thủ siêu cấp đứng gác. Tiểu đội trưởng Trương Thành trợn mắt nhìn đổ mồ hôi lạnh, bình thường tuy hắn ta đối xử với Tô Nghiêm Cẩn không hà khắc, nhưng cũng chẳng phải cung kính gì. Tiểu lão đệ, thì ra lợi hại như vậy. Trước đây ta đã nhìn lầm rồi, ta còn tưởng tiểu lão đệ ngốc, thì ra là khinh thường không muốn chạy. Một bên, lão binh nhìn Tô Nghiêm Cẩn, cũng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cười khổ. Vừa nghĩ đến bản thân làm lão đại ca của cao thủ Minh Nguyệt tiên cảnh nhiều ngày như vậy, trong lòng bỗng dưng thấp thỏm. Nhưng mà, đối diện với vẻ kinh thán của bọn hắn, Tô Nghiêm Cẩn vẫn vô cảm, đứng thẳng như cán bút trước cửa thành như cũ. Thấy vậy, Giang Trừng xoa tay không nhịn được hỏi, cái đó, Tô Nghiêm Cẩn, xin hỏi rốt cuộc ngươi có thực lực gì? Địa tiên, Tô Nghiêm Cẩn mặt không biểu cảm đáp lời. Khóe môi Giang Trừng không khỏi co rút, suýt nữa không nhịn được chửi âm lên, địa tiên nhà ngươi tùy tiện dẫm tinh thần tiên cảnh dưới chân được à? Nhưng hắn ta vừa định nói tiếp, ngoài thành, mười mấy luồng sức mạnh cường đại ập đến bên này. Vẹn vẹn chỉ trong thoáng chốc,
mười mấy cường giả nhật nguyệt tiên cảnh của Tiên Châu Đại Nhật từ trên trời giáng xuống, khí tức mạnh mẽ nghiền ép đến đây. Dưới uy áp của bọn hắn, ở hiện trường trừ Giang Trừng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ra, những người khác đều phủ phục dưới đất. Hừ, một đám phế vật. Mười mấy cao thủ nhìn những tên tinh thần tiên cảnh bị phế, hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, bắt đầu tập trung tấn công cùng lúc. Ầm. Mười mấy đòn tấn công nhắm vào phía trên pháp trận chủ thành, mặt đất vốn đã chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung thành vô số hố sâu. Vì pháp trận chấn động, cả chủ thành tinh là vào thời khắc này, toàn bộ đều rung chuyển dữ dội. Vô số ngôi nhà trên phố bắt đầu lắc lư, dưới đất bắt đầu xuất hiện từng vết nứt sâu. Tiên Châu Đại Nhật đánh đến rồi sao? Mau chạy đi. Lẽ nào tiền tuyến đã bị hủy? Không thể nào, tại sao không có chút tin tức gì? Chúng ta sắp chết rồi sao? Trong chủ thành, vô số tu sĩ sắc mặt hoảng loạn, vô cùng kinh sợ. Trên đường phố, tràn ngập tiếng nữ nhân thét chói tai, tiếng hài tử khóc la, dòng người kích động cuống quýt chạy trốn. Cả chủ thành Tiên Châu tỉnh la, bị một loại khí tức tuyệt vọng bao phủ. Dưới sự liên hợp của mười mấy cao thủ kia, chỉ vẻn vẹn tấn công trong thoáng chốc mà pháp trận của chủ thành đã trực tiếp nổ tung thành một lỗ hổng ngắn. Mười mấy người không nói hai lời, bay vào lỗ hổng đó. Biến cố đột ngột này, thậm chí khiến Giang Trừng không kịp phản ứng. Tuyệt đối không ngờ tới, mười mấy cao thủ nhật nguyệt tiên cảnh của Tiên Châu Đại Nhật lại trực tiếp tấn công. Thậm chí một chút dấu hiệu cũng chẳng có. Một khi để mười mấy tên này vào chủ thành, hậu quả hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Thử hỏi, trong thành, ai có thể ngăn nổi mười mấy nhật nguyệt tiên cảnh tàn sát? Tiên nguyên bao phủ cả người hắn ta, ngăn cản phía trước. Nhưng hắn ta vừa bay qua, một kẻ trong đó phất tay đánh bay hắn ta. Hiển nhiên, Giang Trừng là tu sĩ mới tiến vào nhật nguyệt tiên cảnh, hơn nữa bị thương do tự bạo ban nãy gây ra. Hoàn toàn không thể ngăn cản đám người kia, thậm chí tùy tiện một người nào đó bước ra, hắn ta cũng chẳng phải đối thủ. Giang Trừng nặng nề ngã trong đống phế tích, trong mắt Giang đầy tơ máu, siết chặt nắm đấm, tràn ngập vẻ không cam lòng. Tiên Châu tinh la, cứ mất đi như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939, mẹ nó đây là chuyện mà địa tiên làm sao? 2. Mười mấy người kia khinh thường nhìn Giang Trừng, tuy trong lòng biết rõ Giang Trừng là phó châu chủ, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian trên người hắn ta, nhân lỗ hổng ngắn kia vào thành quan trọng hơn. Mười mấy người trực tiếp bay vào chủ thành, nhưng vừa bay đến cửa thành, đứng lại. Một tiểu binh mặc giáo bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm trường mâu, mặt không biểu cảm đứng trước lỗ hổng ngăn cản bọn hắn. Tô Nghiêm Cẩn, Giang Trừng đang tuyệt vọng thấy vậy, lại lần nữa dâng lên chút hy vọng. Chỗ ta có hai món tiên khí đỉnh cấp, Tô Huynh lấy trước đi. Giang Trừng nói rồi, bàn tay vung lên, chẳng dám che giấu, lấy bảo vật áp dưới đáy hòm của mình ra, đưa cho Tô Nghiêm Cẩn. Cùng lúc này, hắn ta nhanh chóng lấy bùa truyền tin, nháy mắt liên lạc Hướng Thiên Nam. Hướng Thiên Nam đang bế quan nghe thấy động tĩnh lúc này vừa xuất quan. Sau khi ra ngoài, lập tức bị chấn kinh, cả chủ thành tinh la như tận thế kéo đến. Đồng thời, Giang Trừng truyền tin đến. Châu chủ, trước cửa thành số 9, mười mấy cường giả của Tiên Châu Đại Nhật đang cưỡng chế đột nhập pháp trận bảo vệ cửa thành của chủ thành. Thuộc hạ và Tô Nghiêm Cẩn đang ngăn cản bọn hắn, ngài mau đến đi. 2. Câu của Giang Trừng đơn giản truyền đạt lại tình huống một cách rõ ràng. Tô Nghiêm Cẩn, Tô Nghiêm Cẩn là ai? Hướng Thiên Nam lập tức ngây ngốc. Tô Nghiêm Cẩn là tiểu binh cửa sổ 9 của chúng ta, là tiểu binh lần trước tan làm đúng giờ, khi ngài và thuộc hạ đến tuần tra. Giang Trừng vội vàng nói, cái quỷ gì vậy? Giang Trừng ngươi đang đùa ta à? Ngươi cùng một địa tiên ngăn cản, cho dù thành bị phá, ngươi cũng đừng nạp mạng, mau chóng trở về cho ta. Hướng Thiên Nam sốt ruột nói, vẻ mặt ngơ ngác. Giang Trừng này, không muốn sống nữa sao? Kéo một địa tiên đánh mười mấy tên nhật nguyệt tiên cảnh, đây chẳng phải là tặng đầu người à? Đồng thời ông ta cũng không dám làm lỡ thời gian, tiên nguyên bao phủ toàn thân, nhanh chóng bay về phía cửa sổ 9. Giang Trừng, ngươi nhất định không được chết, ngươi phải sống sót. Lòng Hướng Thiên Nam nóng như lửa đốt, Giang Trừng là phó châu chủ, cũng là hảo hữu nhiều năm của ông ta, trong lòng ông ta rất sốt ruột,
cầu nguyện Giang Trừng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Mà trước pháp trận, Tô Nghiêm Cẩn nhìn hai món tiên khí đỉnh cấp kia, cực kỳ khó chịu. Hắn ta vốn dĩ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn hai món tiên khí đỉnh cấp này, chân mày trực tiếp cau chặt. Hai thứ rác rưởi này đặt trong tay hắn ta, khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Rác rưởi. Tô Nghiêm Cẩn thật sự quá khó chịu, trực tiếp ném hai món tiên khí đỉnh cấp trong tay mình đi. Giang Trừng vừa bẩm báo xong tình huống với Hướng Thiên Nam quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Hắn ta lập tức ngây ngốc. Trời ạ, ngươi đang làm gì vậy? Đó là thứ để giữ mạng đấy. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Giang Trừng nhìn hai món tiên khí đỉnh cấp bị ném đi, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một nỗi tuyệt vọng nháy mắt bao phủ hắn ta. Cho dù trong lòng biết thực lực Tô Nghiêm Cẩn không tệ, nhưng cũng không đến mức có thể tay không chống lại mười mấy người đâu nhỉ. Thấy vậy, mười mấy tên Nhật Nguyệt tiên cảnh kia cau mày. Bọn hắn tự nhiên đã sớm biết tiểu binh này không phải người tầm thường. Có điều, bọn hắn cũng chẳng thấy nghiêm trọng, cho dù thực lực khi trước tiểu binh này thể hiện không tệ, nhưng chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của mười mấy người bọn hắn chắc. Kết ấn động thủ, rõ ràng bọn hắn không muốn lãng phí thời gian. Hàng chục đòn tấn công lớn mạnh, trực tiếp hội tụ với nhau, hệt như mặt trời, đánh thẳng về phía hai người Tô Nghiêm Cẩn và Giang Trừng. Trong mắt mười mấy người đó tràn ngập lạnh lùng. Cho dù mạnh hơn nữa, lẽ nào còn có thể đỡ nổi đòn tấn công của mười mấy người. Từ xa, Hướng Thiên Nam đuổi đến cũng nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Giang Trừng, tiểu lão đệ, phó châu chủ. Nhóm người ở hiện trường đều cực kỳ kinh hoàng nhìn về phía hai người Giang Trừng, đối mặt với đòn tấn công của mười mấy cường giả Nhật Nguyệt tiên cảnh, sắc mặt mỗi người đều mang theo vẻ tuyệt vọng. Đòn hợp kích liên thủ của Nhật Nguyệt tiên cảnh chói mắt như mặt trời, càng lúc càng đến gần, trực tiếp nuốt chửng hai người Giang Trừng và Tô Nghiêm Cẩn. Không, ở phía xa, Hướng Thiên Nam cật lực hét lên. Giang Trừng, hảo hữu nhiều năm của hắn cứ chết đi như vậy sao? Ông ta không thể chấp nhận được. Khó thủ công tâm, bỗng nhiên nôn máu, thời khắc này cả người Hướng Thiên Nam bỗng già hơn mấy phần. Giang Trừng, chết rồi, pháp trận cũng bị phá. Khóe mắt Hướng Thiên Nam như muốn nứt ra, hai mắt đỏ ngầu. Hắn dùng tiên nguyên truyền lôi âm đi khắp chủ thành Tinh La, hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, chuẩn bị một trận tử chiến. Giọng nói vang tận trời mây, trong đó mang theo lửa giận, chớp mắt đốt cháy cảm xúc của tất cả mọi người trong chủ thành. Vâng, quyết trận tử chiến. Vô số tu sĩ từ trong chủ thành Tinh La không ngừng đuổi đến. Mỗi người đều bừng bừng chiến ý, cho dù bọn hắn không phải đối thủ của đám Nhật Nguyệt tiên cảnh kia, lúc này cũng không có bất kỳ ai lùi bước. Chương 940, vô địch. Không đúng, các ngươi mau nhìn xem, đó là cái gì? Lúc này, lão binh vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Tô Nghiêm Cẩn, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Hắn ta nhìn thấy, sức mạnh khủng khiếp như mặt trời tỏa ra ánh sáng, hình như đang không ngừng thu nhỏ lại. Ánh sáng chân nguyên trở nên càng lúc càng nhạt, dần dần, hình như lộ ra thân hình của hai người. Là phó châu chủ, còn có Tô Nghiêm Cẩn. Ánh sáng ảm đạm, lúc này nhóm người nhìn thấy thân hình của hai người. Vậy mà hai người không chút thương tích. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tức khắc, châu chủ ở bên trong nhóm người, nhìn thấy bóng dáng của hai người Giang Trừng, nháy mắt mừng rỡ. Chuyện gì vậy? Mà ở phía đối diện, mười mấy tu sĩ Nhật Nguyệt tiên cảnh, vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ. Bọn hắn là mười mấy cường giả Nhật Nguyệt tiên cảnh. Ố Tiên Châu Tinh La, chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ, lại không thể giết chết hai người Giang Trừng. Lẽ nào bọn hắn có bảo vật đỉnh cấp gì sao? Mười mấy cường giả Nhật Nguyệt tiên cảnh, nghi ngờ nhìn về phía hai người Giang Trừng. Ngay cả nhóm người Hướng Thiên Nam, sắc mặt cũng vô cùng nghi hoặc. Đây mẹ nó chứ. Trời ạ, vô địch. Giang Trừng đứng bên cạnh Tô Nghiêm Cẩn, cả người đều bị dọa cho ngây ngốc, nhìn luồng năng lượng bị Tô Nghiêm Cẩn bóp trong tay, cực kỳ chấn động tán thưởng. Chính vào lúc hắn ta tưởng rằng mình sẽ chết, mới nhìn thấy Tô Nghiêm Cẩn nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm vào, đòn tấn công kia bèn dừng lại. Hơn nữa, còn bị Tô Nghiêm Cẩn dùng tay vo lại. Như vào một cục bông, dần dần bị Tô Nghiêm Cẩn bóp trong lòng bàn tay, hắn ta hoàn toàn choáng váng. Chẳng trách Tô Nghiêm Cẩn ném hai món tiên khí kia, thì ra là vì không cần dùng đến. Vẻ mặt Giang Trừng kinh hãi, nhìn Tô Nghiêm Cẩn trước mặt, hô hấp cũng trở nên đồn dập.
Đây là cường giả vô địch đấy. Hình như khi trước, Tô Nghiêm Cẩn còn bị nhốt trong đại lao. Chuyện này, trong thoáng chốc, Giang Trừng lại trở nên căng thẳng, không biết Tô Nghiêm Cẩn liệu có ghi thù, cũng bóp hắn ta trong lòng bàn tay hay không. Nghĩ đến đây, giống như hài tử phạm lỗi, yên tĩnh đứng bên cạnh Tô Nghiêm Cẩn. Chỉ thấy trong tay Tô Nghiêm Cẩn, năng lượng tấn công liên thủ của mười mấy cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh, sau khi bị Tô Nghiêm Cẩn nghiền ép, lại bóp nó trong tay. Cái gì? Thế mà lại, mười mấy cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh phía đối diện nhìn thấy cảnh này, không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa, oán hận trừng mắt. Chạy! Mười mấy cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh kia nhanh chóng phản ứng lại, cuống quýt chạy trốn. Quả cầu của các ngươi không tròn trịa, ta vo tròn cho các ngươi. Trong nháy mắt khi bọn hắn bỏ chạy, chân mày Tô Nghiêm Cẩn cũng giãn ra, quả cầu kia cuối cùng đã được hắn ta vo tròn lại. Cho nên, ném thẳng ra ngoài, bốp, khối năng lượng kia trải qua đè nén cực độ, trực tiếp nổ tung. Mười mấy cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh của Tiên Châu Đại Nhật cũng tan tác trong vụ nổ đó. Khói bụi tan đi, một lớp cho bụi rơi xuống, cũng không biết là cho cốt hay là bụi bẩn dưới đất. Con mẹ nó, đây là cảnh giới gì? Dù là châu chủ Hướng Thiên Nam, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả người cũng hoàn toàn ngây ngốc, không khỏi ngơ ngác, còn cực kỳ chấn động. Một mình Tô Nghiêm Cẩn dễ dàng giết chết cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh ngay lập tức, giống như giết gà vậy. Bản thân ông ta nhiều nhất đánh được 2 tên, Tô Nghiêm Cẩn lại nhẹ nhàng giết ngay mười mấy tên. Vậy chẳng phải là nếu Tô Nghiêm Cẩn muốn giết ông ta, sẽ đơn giản như xẻ dưa thái rau à? Chuyện này, Hướng Thiên Nam cau mày, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện khác. Ta hiểu rồi, những huyền tiên khi trước cũng bị Tô Nghiêm Cẩn giết. Trong chớp mắt, Hướng Thiên Nam đã nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Nhưng ngay sau đó, Hướng Thiên Nam đã chú ý đến một chuyện khác, vì chuyện tuần tra lần trước mà Tô Nghiêm Cẩn từng bị áp giải. Chuyện đó Giang Trừng có báo cáo cho ông ta biết. Nháy mắt, sau lưng ớn lạnh, Tô Nghiêm Cẩn sẽ không ghi thù đấy chứ? Hướng Thiên Nam kinh hãi. Nhìn mười mấy cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh bị giải quyết, Tô Nghiêm Cẩn mặt không biểu cảm, tựa như ban nãy chỉ vo một khối bông gòn. Sau đó, lại trở về cương vị, tiếp tục đứng gác. Cái đó, Tô Huynh, Tô Đại Ca, chuyện lúc trước nhốt ngươi vào nhà lao, không liên quan đến ta, đều do Phó Châu Chủ Giang Trừng làm. Hướng Thiên Nam vội vã bay qua, gấp gáp đổ tội cho Giang Trừng. Vẻ mặt Giang Trừng khó tin nhìn về phía Hướng Thiên Nam. Đây còn là châu chủ của hắn ta sao? Đây còn là lão hữu nhiều năm của hắn ta à? Giang Trừng trợn mắt nhìn Hướng Thiên Nam. Hướng Thiên Nam ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng, né tránh tầm mắt của Giang Trừng. Ánh mắt lơ đãng kia, dường như đang nói, lão hữu chẳng phải dùng để hố sao. Giang Trừng thấy thế, vội vàng chạy qua, muốn đẩy cái nồi này đi. Tô Huynh, Tô Tiền Bối, ngươi nghe ta giải thích, đó là do Trương Thành làm, không liên quan gì đến ta. Ngươi nói có đúng không Trương Thành? Giang Trừng nhìn thẳng về phía Trương Thành. Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.